Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi trận thi đấu ở vòng loại giữa hai cặp vận động viên Hưng Đức của Bắc Linh. Hưng Đức của Bắc Linh này hiện tại cũng đang là hai vận động viên. Vận động viên Hưng thì mới thực hiện nghĩa vụ quân sự về, nhưng trước đây anh cũng đã từng tham gia tập luyện tại đội tuyển cầu lông Bắc Linh. Đức thì hiện tại là vận động viên trẻ cũng đã đang và tập luyện, đang thi đấu cho tuyển Bắc Linh và cũng đã giành các thứ hạng tại giải lứa tuổi toàn quốc. Hai vận động viên mặc áo đỏ đang khởi động ở phía bên tay phải của màn hình chúng ta nhìn thì là vận động viên Hà Anh và vận động viên Tú của hai vận động viên Hà Nội hiện tại cũng vẫn đang tập luyện chuyên nghiệp và các anh cũng rất chịu khó đến tham gia các giải phong trào tại Bắc Linh. Hai vận động viên Hà Anh và Tú vừa rồi cũng vô địch tại giải đống cao tại khu vực Bắc Linh và giá trị giải thưởng lên đến 26 triệu cho giải nhất. Hai anh cũng vừa vô địch giải trước đây cách đây mấy ngày. Chúng ta có muốn quay sang sân thảm và xem hai cặp vận động viên Việt Nam của Bộ Công an gặp Hoàng Anh Triệu không ạ? Thực ra cả hai trận đấu này đều là các trận đấu rất là hay. Ban tổ chức yêu cầu hai đội Cả Nga và Anh Triệu và Việt Nam hiện tại thì Hoàng Anh với Triệu đang khởi động nhé, mọi người cùng theo dõi trận này, sau rồi lát nữa chúng ta sẽ chuyển sang trận thi đấu giữa Hoàng Anh và Triệu. Mọi người vào xem hãy chia sẻ đi, mọi người chia sẻ càng nhiều càng tốt nha. Mọi người hãy vào chia sẻ đi, chia sẻ nhiều đi rồi mình sẽ live stream trận của Việt Hoàng Anh, Việt và Lam. Đúng rồi, bên phía xa là Đức và Hưng của Bắc Linh và phía gần màn hình hai vận động viên áo đỏ là Hà Anh và Tú của Hà Nội. Thực ra các trận đấu đều rất hay. Pha đập cầu rất tốt của vận động viên Hưng. Đọc điểm số là ok nhé. Tại vì rồi điểm số hiện tại đang là 4-3 nghiêng về hai vận động viên của Bắc Linh. Đập cầu hôm qua đổi giao cầu, Tú giao cầu cho Hà Nội, điểm 4 đều. Chúng ta cùng di chuyển sang sân của hai cặp vận động viên Hoàng Anh Triệu và Lam Việt. Thực sự trận đấy là một trong những trận đấu cũng rất là hay, có thể như là một trận thi đấu tại các giải toàn quốc vì có sân thảm, điều kiện thi đấu rất là tốt, ánh sáng trong nhà, một trong những cái điều kiện lý tưởng để tổ chức các giải hội làng. Và rất mong là các thôn khác, các lễ hội khác tại Bắc Linh sẽ có nhiều điều kiện để tổ chức được như thôn Bình An này. Từ giờ chiều sẽ tôi tin rằng sẽ cao hơn. Đến các cầu thủ thi đấu thầy nào này cũng không chơi nhiều nhưng mà cũng bắt đầu tập lại. Giải nhất tâm lý của chúng tôi là 4 triệu và anh Nguyễn Văn Đô. Giải nhất thêm 4 triệu nữa và giải nhất là 5 triệu. Liệu và tấn công rất hay của đội vận động viên Hưng. Rồi chúng ta hãy cùng di chuyển sang trận thi đấu giữa Hoàng Anh và Triệu nha. Tay trái là Việt Nam, tay phải là Hoàng Anh và Triệu. Trọng tài của đội bắt đầu. Chúng ta cùng bắt đầu vào trận thi đấu nha. Tôi sẽ ra lấy tay phone.
Điểm số bây giờ đang là 11-6 nghiêng về hai vận động viên của Bộ Công an.
1, Đồng Liên 1983 tài trợ tờ Úc 2, Hải Sơn 500.000 đồng 3, Thủy Sơn 500.000 đồng 4, Hoài Hân 500.000 đồng 5, Hải Sơn 500.000 đồng 6, Bánh Trinh Thương 500.000 đồng 7, Bánh Hải Hiền 500.000 đồng 8, Quyền Lưu 500.000 đồng 9, Y Lanh 500.000 đồng 10, Việt Sơn La đánh với cả em Lam, vận động viên của Bộ Công an. Trận này chắc là do Hoàng Anh với Triệu chưa khởi động kỹ đấy, chúng ta cứ theo dõi đi, trận đấu mới đang được một lửa trận đấu thôi. Hay pha đánh cầu trên lưới rất hay của vận động viên Triệu. Điểm số đang là 95. Cầu trong sân. Đánh một set 31 nhé Cường nhé. Với lối đánh phản cầu ngang thì vận động viên Triệu là một trong những người thi đấu rất tốt và đó là một những sở trường của anh. Vận động viên Hoàng Anh phía xa màn hình, vận động viên cũng đã lập gia đình, hiện tại thì cũng mới sinh em bé được mấy tháng rồi. Điểm số đang là 16-10, nghiêng về hai vận động viên Việt Nam của Bộ Công an. Có vẻ như vận động viên Hoàng Anh và vận động viên Triệu chưa có sự chuẩn bị tốt. Điểm bên Hưng đang là 15-17, Hưng đang thua điểm đôi của Hà Anh và cắt cầu rất hay của Hưng. Hai vận động viên của Bắc Linh đang đánh sân bên cạnh cũng thi đấu rất hay. Điểm số thì hai vận động viên Bắc Linh đã cân bằng điểm số 17 đều. Bạn áo tím đứng sân phía bên kia của sân đang live stream là vận động viên Quốc Việt. Anh Nguyên là vận động viên từ đội tuyển của Sơn La. Sau khi hết giải lứa tuổi, anh đã chuyển nhượng lên Bộ Công an thi đấu và hiện tại vẫn đang thi đấu cho đơn vị Bộ Công an. Điểm số là 19-10 rồi, 18-10 rồi. Đập cầu ra ngoài, đổi 11-18. Pha đánh cầu không tốt của vận động viên Triệu. Điểm 19-11. Thực sự là hai trận thi đấu này rất hay. Chúng tôi muốn chúng ta theo dõi trận thi đấu ở sân đang live stream. Một pha đánh cầu rất bất ngờ của vận động viên Hoàng Anh. Đội của Bộ Công an có vẻ trong pha cầu vừa rồi rất chủ quan khi nghĩ rằng đã ăn điểm trong pha cầu vừa rồi. Điểm số này chưa nói được điều gì khi điểm số bây giờ mới là 19-12. Pha tấn công rất tốt của Quốc Việt. Một trong những thế mạnh của hai vận động viên của Bộ Công an đó là thể hiện sự vượt trội về sức mạnh, những pha tấn công cầu rất uy lực của hai vận động viên. Điểm số bây giờ là 20-12.
có vẻ như vận động viên Hoàng Anh không được sự sung mãn tốt nhất trong buổi thi đấu ngày hôm nay. Tỷ số sân bên kia giữa hai cặp vận động viên Bắc Linh và Hà Nội đang là 22 đều, và Bắc Linh đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 21-20. Rất hay, đội của Hưng Đức đang thi đấu với một phong độ rất cao. Và hất cầu không tốt của vận động viên Nam phía đội công an. Hiện tại thì đây mới là trận thứ hai của vòng loại. Và với buổi thi đấu ngày hôm nay tại lễ hội Bình An thì có 8 đôi vận động viên về tham dự. Ban tổ chức chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn, tính điểm và lựa chọn lấy 2 đội nhất nhì vào đấu chéo với nhau. Rất tốt những pha đập trên lưới rất tốt của Quốc Việt. Xin thông báo với các anh chị em đang theo dõi tại live stream trên fanpage của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam. Thì đầu tuần tới chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình mini game trúng thưởng. Và chương trình lần này được công ty CMT đang phân phối các sản phẩm của hãng Flit và một số các hãng dụng cụ thể thao chuyên về cầu lông khác, thì sẽ tài trợ cho chúng ta những cái mini game giải thưởng có giá trị ở các tháng. Giải nhất giá trị hơn 3 triệu, một cây vợt hơn 3 triệu, giải nhì một cây vợt hơn 1 triệu và giải ba là một cây vợt dưới 1 triệu. Chúng ta cùng chú ý và theo dõi fanpage để tham dự các mini game hàng tháng do Liên đoàn Cầu lông phối hợp với công ty CMT tổ chức. Rất mong anh chị em hãy chia sẻ và quảng bá để nhiều người có thể tham gia chơi các mini game do Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tổ chức. Áo trắng gần màn hình là Triệu. Điểm số bây giờ là 26-14, có vẻ như quãng đường xa của hai vận động viên Hoàng Anh và Triệu di chuyển tới đến lễ hội để tham gia thi đấu làm cho các vận động viên bị tốn rất nhiều sức lực. Thì vận động viên Hoàng Anh di chuyển từ Vĩnh Phúc xuống đây để tham gia, còn vận động viên Triệu thì di chuyển từ Hà Nội cũng đến với địa điểm thi đấu cũng khoảng 50 cây số. Rồi ở bảng thi đấu này có 4 cặp vận động viên, đó là cặp vận động viên Hoàng Anh Triệu Việt Nam của Bộ Công an, Hoàng Anh Triệu của Hà Đông, Tuấn Huy của Bắc Linh và một vận động viên Thành của Tiên Du. Đó là 4 cặp vận động viên sẽ thi đấu ở bảng A. Ở bảng phía bên kia sẽ có 4 cặp vận động viên là Lê Hà Anh, Tuấn Tú của Hà Nội, Hưng Đức của Bắc Linh, Tuấn Anh Thiều của Phù Chuẩn và Tuấn Hoàng của thể thao. Chúng tôi dự đoán các cặp vận động viên sẽ vào đến bán kết, sẽ là 4 cặp vận động viên đang thi đấu trên sân sẽ có mặt tại các trận bán kết vào buổi chiều ngày hôm nay. Thực sự trận thi đấu bên kia diễn ra cũng rất hay. Điểm số ở phía bên kia đang là 27-23, nghiêng về hai vận động viên của Bắc Linh. Xin lỗi, nghiêng về hai vận động viên của Hà Nội. Chúng ta tiếp tục quay lại trận thi đấu ở sân trên màn hình. Điểm số bây giờ đã là 23-20-29. Chiều nay có nhé. Thank you.
Trận thi đấu ở phía này cũng đã kết thúc rồi ạ. 31-24 và phía sân giữa hai cặp vận động viên Bắc Linh Hà Nội cũng kết thúc với tỷ số 31-24 nghiêng về hai vận động viên của Hà Nội.